hé lộ bên trong căn biệt thự 20 tỷ đồng của Hương Tràm. Với phong cách bán cổ điển, căn biệt thự của Hương Tràm tốn tới 4 tỷ đồng cho chi phí nội thất. Hương Tràm nổi lên từ năm 2012 khi đăng quang cuộc thi The Voice giọng hát Việt. Suốt 7 năm qua, cô ghi dấu tên tuổi khi sở hữu nhiều bản hit đình đám như Ngốc, Em Gái Mưa, Duyên Mình Nỡ và là giọng ca nữ 9X hiếm hoi tổ chức được live show cho riêng mình. Nhờ có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí và chăm chỉ chạy show, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đang có cuộc sống giàu có, nhiều người phải ao ước. Chỉ sau một năm bước ra từ cuộc thi The Voice giọng hát Việt, Hương Tràm đã tự mua được xe hộp trị giá hơn 1 tỷ đồng. Tới năm 2017, cô mua thêm một xe hơi trị giá hơn 2 tỷ và có căn hộ chung cư cao cấp cùng bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ. Mới đây, Hương Tràm tuyên bố tạm dừng đi hát ở trong nước để sang Mỹ du học. Trước khi ở ẩn, cô đã dọn về sống ở căn biệt thự rộng rãi ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, cơ ngơi xa xỉ của Hương Tràm rộng 100m² với 2 phòng ngủ rộng rãi và phòng khách được thiết kế theo phong cách bán cổ điển. Riêng về mặt nội thất, cô đã phải chi hơn 4 tỷ đồng để mua sắm. Ngoài những vật dụng hiện đại, Hương Tràm còn thiết kế không gian tràn ngập cây xanh, ánh sáng để luôn cảm thấy thư thái, bình an nhất mỗi khi sống trong tổ ấm của mình. Nữ ca sĩ tiết lộ, nhà không chỉ là nơi để nghỉ ngơi mà còn là địa điểm để sum họp gia đình mỗi lúc rảnh rỗi, cũng là địa điểm để gặp gỡ ekip bàn bạc công việc.